chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp tại trục đường Trường Chinh thuộc phường 15 Tân Bình, sát bên với ngã tư Bảy Hiền. Một căn bên này với diện tích ngang 5 sâu vào 18m và một căn phía bên hông nhà trệt lửng với diện tích ngang 5m2 sâu vào 16m. Căn trệt lửng 3 lầu thì đang giao bán 7 tỷ vẫn còn bớt lộc. Cả hai căn đều hướng đông bắc nha. Nhà mình nằm ngay trên trục đường Trường Chinh phường 15 quận Tân Bình, sát với ngã tư Bảy Hiền. Cách ngã tư Bảy Hiền có 200m thôi. Căn trệt lửng 3 lầu thì xây dựng mới hoàn toàn năm 2023, số hồng riêng. Căn này thì đang giao bán 7 tỷ bớt ít. Đấy, một căn nhà rất đẹp, rất sang trọng, rất đẳng cấp. Cặp đôi nhà mình thì số hồng hoàn công đầy đủ hết rồi. Anh chị muốn lấy nhà trệt lửng cũng được, mà lấy nhà trệt lửng 3 lầu cũng được. Diện tích đều to như nhau. Sẽ có một lớp cổng sắt CNC 4 cánh phía bên ngoài. Chủ nhà xây cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ xịn sò nha. Có khóa vân tay, chống trộm, khóa số luôn. Khoảng sân dài tầm 2,5m, chúng ta đậu thoải mái tầm 5-6 chiếc xe máy phía ngoài. Và chủ nhà đã trồng rất là nhiều cây cối ở đây. Chúng ta được chủ nhà trồng luôn cây lộc vừng này, cây cọ và trang trí rất là đẹp. Hai căn nhà số hồng riêng từng căn nha. Số riêng từng căn nha quý vị. Đấy, hai căn nha quý vị. Một căn ngang 5 sâu vào 18m và căn này thì ngang 5,2m sâu vào 16m. Căn bên này thì chủ nhà đang giao bán là 4 tỷ 900 triệu đồng. 4 tỷ 900 triệu đồng nha. Đấy, vẫn còn thương lượng. Căn này có khoảng sân cũng tầm 2,5m gì 2m gì đấy. Xây dựng thoải mái nha quý vị. Đây, nhà bên này thì chủ nhà đang bố trí làm khu vực xưởng đồ và đã làm ngon lành lại hết rồi. Đây, ốp gạch và sơn nước. Trệt lửng có cái lửng phía trên, các lửng phía trên. Căn này thì chủ giao đang giao 4 tỷ 950. Đấy. Ngang 5. Dài 16m, có phòng ngủ dưới trệt và một cái phòng ngủ ở trên lửng là hai phòng nha quý vị. Còn căn bên hông thì ngang 5 dài 18 thì đang giao là 7 tỷ bớt ít. Hẻm trước nhà là con hẻm rộng 5-6m, hẻm rất là rộng trước nhà nhưng nó bị thắt ở đầu hẻm. Cách trục đường chính Trường Chinh có khoảng tầm 30m thôi. Hẻm trước nhà thì rất là rộng nhưng mà xe hơi không có vào được nha quý vị. Hẻm rất là rộng, hẻm trước nhà này đi xe ba gác vào thoải mái. Trước nhà thì rộng nhưng mà nó bị thắt đoạn ngoài nha. Đấy, hẻm xe ba gác, trước nhà rộng 5-6m đấy, rất là rộng rãi luôn. Chúng ta cùng em di chuyển vào phía bên trong nha. Và chúng ta cùng di chuyển vào khu vực phía bên trong, khu vực gara đậu ô tô. Có một căn biệt thự đi phố với diện tích rất là khủng khiếp, ngang 5, sâu vào tới 18m. Thiết kế trệt lửng 3 lầu, một căn nhà chính chủ xây ở, xây mới hoàn toàn năm 2023. Nằm ngay trên trục đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, sát với ngã tư Bảy Hiền nha chị. Đây thì rất gần với quận Tân Phú, cũng như là di chuyển ra quận 10 rất là gần. Nằm ngay trục đường Trường Chinh, khúc đường nhỏ sát với trung tâm luôn. Khu vực này thì gần với ngã tư Bảy Hiền nha, cách ngã tư Bảy Hiền có 200m thôi. Khu vực dưới đây sẽ là khu vực gara đậu ô tô, sẽ được ốp sàn gạch Ấn Độ gạch 80, rất là dài, đậu xe hơi thoải mái. Tường bên tay phải chúng ta sẽ được ốp nhựa PVC. Và trên thì chúng ta được làm đèn chùm, đèn LED thạch cao, rất đẳng cấp. Một căn nhà xây cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ xịn sò, chính chủ xây ở, cực kỳ đẹp nha quý vị. Và chủ nhà đang giảm giá từ 8 tỷ rưỡi xuống chỉ còn có giao bán là 7 tỷ tròn thôi. 7 tỷ tròn nha quý vị, vẫn còn thương lượng. Giảm giá bán lỗ 1 tỷ rưỡi nha. Ngang 5, sâu vào tới 18m. Một căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp. Nằm ngay đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, sát với ngã tư Bảy Hiền. Rất đẹp, rất gần gũi. Và di chuyển ra trung tâm cực kỳ gần. Ở đây sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất nha. Sát bên với sân bay Tân Sơn Nhất. Cầu thang toàn bộ được ốp đá kim sa đen và có làm vân. Vân đá rất đẹp. Và đúc rộng tầm 90, tay vịn lẩu gỗ cam xe và kính cường lực dày 10 ly. Phòng bếp cực kỳ rộng rãi này, bếp rất là rộng nha. Bên này có một bức tranh thêu mà đã thành công. Tường được ốp gạch cao lên đụng trần. Phía trong phòng bếp thì được ốp nhựa và làm âm một cái tủ rượu. Trên thì có quạt trần Panasonic tích hợp đèn luôn. Tặng bàn ăn 6 ghế này, tủ bếp gỗ An Cường, cực kỳ bóng nha. Phủ acrylic cực kỳ bóng, có bếp điện từ, máy hút khói, nồi cơm điện luôn. Với một căn nhà đẹp đẳng cấp, hẻm xe hơi,
nằm ngay trục đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, sát với ngã tư Bấy Hiền, di chuyển gần với trung tâm và thiết kế rất đẹp, rất sang, giá bán cực kỳ rẻ, chỉ có 7 tỷ đồng tròn thôi. Chủ nhà đã giảm xuống tới 1 tỷ rưỡi rồi. Bán lỗ, bán tháo, thu hồi vốn nha quý vị. Phía sau này chúng ta có giếng trời và có nhà vệ sinh. Căn nhà mình thì có thiết kế là một trệt, một lửng và 3 lầu. Có tới 4 phòng ngủ, một phòng lửng làm phòng tiếp khách. Và chúng ta có tới 5 toilet, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau đầy đủ. Giá bán của căn nhà này chỉ có 7 tỷ thôi. Trước đó thì chủ giao tới 8 tỷ rưỡi. Giảm 1 tỷ rưỡi rồi nha quý vị. Có giếng trời phía sau, ốp gạch cao lên đụng trần luôn, làm khung sắt. Căn nhà làm rất chắc chắn, rất kiên cố nha quý vị. Nhà xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng riêng, cực kỳ đẹp, đẳng cấp. Giá bán bây giờ chỉ còn giao có 7 tỷ tròn thôi, vẫn còn bớt một chút cho những quý khách nào thiện chí mua. Căn nhà diện tích rất là to, ngang tới 5, sâu vào 18m. Xây cực kỳ đẳng cấp, cực kỳ đẹp luôn nha quý vị. Giá có 7 tỷ thôi, nằm ngay của trục đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, sát bên với ngã tư Bấy Hiền, di chuyển về trung tâm rất là gần, rất là đẹp luôn. Bây giờ chỉ có 7 tỷ đồng thôi, vẫn còn thương lượng, vẫn còn bớt một chút nữa. Một căn nhà rất đẳng cấp, rất đẹp, xây dựng mẫu mới hiện đại, mới nhất năm 2023, sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ hết rồi. Đấy, rất đẳng cấp nha quý vị. Và chúng ta cùng em di chuyển lên tầng lửng nha. Căn nhà mình hướng chính là hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha. Tầng lửng chúng ta sẽ được ốp sàn gỗ cao cấp Malaysia, tặng lại sofa xịn và kệ tivi. Tường được ốp nhựa PVC nha. Phòng lửng rất là rộng, có đi sẵn đầu máy lạnh luôn. Phòng lửng này cực kỳ rộng nha. Do nhà mình diện tích ngang tới 5, sâu 18m. Số công nhận đủ, không lộ giới nha quý vị. Căn nhà diện tích rất là to, rất đẹp. Có cửa sổ ra phía dưới trời phía sau. Chủ nhà xây dựng ở cực kỳ chắc chắn. Xây mới hoàn toàn năm 2023, sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi. Ngân hàng vay thoải mái nha quý vị. Với một căn nhà đẹp lộng lẫy như này, giá có 7 tỷ thôi. Anh chị cô chú nào quan tâm đến căn nhà đẹp giá rẻ này, hãy gọi trực tiếp về Tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông ngay và luôn để theo dõi những video mới nha. Một căn nhà rất đẹp, rất hoành tráng, rất đẳng cấp, xịn sò. Xây cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng luôn. Và di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Nhà này thì sẽ có 4 phòng ngủ và 5 vệ sinh, full nội thất tất cả các phòng. Trên này thì được ốp sàn gạch 80, gạch Ấn Độ, có giường nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh Toshiba, inverter, trang trí trần thạch cao rất xịn nha. Tường trong nhà toàn bộ là sơn bóng, rất xịn sò. Căn nhà cực kỳ đẹp luôn, giá bán bây giờ rất là rẻ nha quý vị. Toilet riêng từng phòng, bồn cầu khối, vòi sen thuyền. Đấy, toilet riêng từng phòng hết nha quý vị. Giá rất rẻ, có ban công đằng trước, xây dựng gần hết đất, chỉ có 2 mét sân thôi. Gương led và phòng ngủ thì rất là rộng, toàn bộ nội thất của An Cường, phú Arilic. Đấy, máy lạnh Toshiba Inventor, một ngựa dưới nha. Phòng rất rộng rãi, rất thoáng. Giá mềm có 7 tỷ đồng tròn thôi. Chúng ta giảm xuống 1 tỷ rưỡi rồi. Sang bên này là khu vực phòng ngủ số 2 của anh chị, cũng có nội thất đầy đủ hết luôn. Đấy, giường mét 8 kèm với nệm, máy lạnh, tủ quần áo, kệ tivi, trần thạch cao trang trí rất là đẹp, rất là sang luôn. Có cửa sổ ra phía giếng trời và toilet riêng ở phía trong. Phòng ngủ rộng và rất thoáng nha. Nhà mình vị trí gần, gần với trung tâm. Đây, di chuyển ra quận 1 đi khoảng tầm có 15 phút thôi. Nằm ngay trục đường Trường Chinh, ngay gần với ngã tư Bấy Hiền, cách ngã tư Bấy Hiền có 200m thôi. Thuộc phường 15 Tân Bình. Vị trí cực kỳ VIP, xịn sò, đẳng cấp. Giá rẻ, giá có 7 tỷ thôi nha quý vị, vẫn còn bớt một chút lọc nữa. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với không gian lầu 2, phòng số 3, số 4 nha. Cầu thang cũng đúc rất là rộng và ốp toàn bộ là đá kim sa đen, có làm vân. Tường thì được ốp nhựa PVC luôn. Nhà xây rất là đẳng cấp, rất là xịn sò.
Đây là khu vực phòng số 3 này. Chúng ta cũng có đầy đủ hết nội thất luôn. Nội thất xịn hết nha. Nhà trang trí cực kỳ đẹp. Có ban công phía ngoài. Có làm khung sắt bảo vệ cửa sổ rồi. Đèn LED, gương LED. Bàn trang điểm có gương LED luôn. Căn nhà thì rất đẹp, rất đẳng cấp. Đấy, nội thất của An Cường hết nha. Làm phải nói rất xịn sò, rất nguy nga tráng lệ. Giá thì cực kỳ rẻ thôi. Giá bán bây giờ chỉ có 7 tỷ đồng tròn. Giảm tới 1 tỷ rưỡi luôn. Đấy, làm xịn lắm nha quý vị. Nội thất đủ, phòng nào cũng đủ, toilet riêng hết luôn. Anh chị cô chú muốn mua hãy alo ngay đi. Alo ngay và luôn để theo dõi những căn nhà giá rẻ này. Vị trí nằm ngay trục đường Trường Chinh, phường 15 Tân Bình, sát bên ngã tư Bảy Hiền. Và đi sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần, cũng như là chúng ta di chuyển về quận 1, quận 5, quận Tân Phú. Đây sát bên quận Tân Phú luôn, sát quận 5, quận 10. Đấy, sát bên quận 10 nha anh chị, nằm ngay cách ngã tư Bảy Hiền có 200 mét thôi. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước và sân thượng sau ở trên lầu 3. Đầy đủ hết cho anh chị luôn. Đây là khu vực phòng thờ này, rất là rộng rãi nha. Khoảng sân thượng trước cho nhà mình trồng cây. Chủ nhà đã trồng cây rất là nhiều ở đây rồi. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Đấy, nhà làm rất là kiên cố, rất đầy đủ, rất ngon lành rồi. Và vị trí khu vực trên này rất là gần đường Trường Chinh, phường 15, sát với ngã tư Bảy Hiền. Phía sau là khoảng sân thượng cho chúng ta giặt phơi đồ. Đây thì đã được làm mái, làm khung sắt và ốp gạch sạch sẽ luôn. Bên này là khu vực để máy giặt. Và video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.